Ngay sau khi phát hiện trường hợp nhiễm COVID-19 ở thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang liên quan đến nguồn lây từ chợ Thanh Hà, phường Đồng Xuân, thành phố Hà Nội. 6 giờ sáng nay, huyện Văn Giang đã phong tỏa thôn Công Luận 2 với trên 2.500 nhân khẩu. Bệnh nhân sinh năm 1969, bán rau tại chợ Thanh Hà, phường Đồng Xuân, Hà Nội. Ngày 31 tháng 7, sau khi chợ Thanh Hà có F0, bệnh nhân đã trở về địa phương nhưng không khai báo y tế mà tự cách ly tại nhà. Ngày 3 tháng 8, sau khi được trạm y tế phường Phúc Tân, thành phố Hà Nội thông báo là F1 của F0 là người bán giò chả bên cạnh, bệnh nhân mới đến trạm y tế thị trấn Văn Giang khai báo, được đưa đi cách ly tập trung. Ngày 4 tháng 8, lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Được biết, qua khai báo, bệnh nhân chỉ tiếp xúc với chồng và con. Hai trường hợp này đã được Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Giang ra quyết định cách ly tại nhà, đồng thời tổ chức phun khử khuẩn tất cả các đường xung quanh gia đình bệnh nhân sinh sống. Huyện Văn Giang đã thần tốc truy vết được 10 F1, 8 F2 liên quan tiến hành thiết lập vùng cách ly phòng chống COVID-19 đối với thôn Công Luận 2 với trên 2.500 nhân khẩu từ 6 giờ ngày 5 tháng 8.